Tư ơi, vậy thì nãy giờ những lời Tư nói có thiệt không? Tư gì nữa, Tư nói cái gì với bảy đi. Ba từ thôi. Nói đi. Nói gì? Cái từ gì mà mấy người yêu nhau tay nói ba từ đó. Đâu đó giờ có yêu đâu mà biết. Ôi, ngu dễ sợ. Bảy ơi! Bảy! Bảy đâu rồi? Ông đâu? Kìa Thái. Thái! Cô Tư nè. Chuyện gì vậy con? Đứng lên, cô Tư biểu coi tại sao lại đứng gì vậy? Sao khóc lóc như vậy? Cái lỗ tai mày đeo cái gì vậy? Ơi! Ủa? Cái này chìa khóa phòng ông Bảy mà. Cái gì vậy Thái? Ai nhập mày vậy? Cái gì vậy? Nói Tư nghe, tại sao mày giữ chìa khóa của ông Bảy rồi? Ông Bảy đâu? Đi rồi. Mới gặp mà sao bây giờ chết bất đắc kỳ tử vậy trời ơi. Ủa? Mày ơi, cái gì mày? Sao tự nhiên chết bỏ em hả mày? Không có đi về quê á. Mày rảnh lắm thì ông đi về quê, lâu ông đi về quê em coi nhà cửa ông ở dưới làm sao. Mày khùng quá đi mày. Đợi ông lên đi rồi mày đưa cái chìa khóa này cho ông. Trời ơi, đi về quê luôn đi, biền biệt đi không trở lại nữa luôn. Đi mà cuốn gói quần áo gì xếp vô gọn một cái vali xách đi luôn rồi. Những cái chén dĩa nồi niêu son chảo gì bây giờ là đem bán dây chai sạch hết. Nhưng mà đi về quê là làm cái gì ở dưới mà đi luôn? Hả? Đi tu. Tu. Trời ơi. Bảy ơi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao đành giật áo đi tu khi con Lan nó còn chưa tròn tuổi? Cái gì vậy? Cái gì nữa? Hát nữa rồi! Phải không? Không biết phải tu nó vô đúng không nữa. Từ xuống. Nhưng mà rốt cuộc là bây giờ đi tu luôn. Trời! Tại sao mày có thể tu được? Sao vậy? Sao không được? Cái miệng mày không có chùa nào chứa được đâu. Mày nói vậy thiệt lắm, thiệt lắm. Không, tôi đang bị hoang mang. Tôi đang bị hoảng hốt quá. Sao lại có chuyện như vậy được vậy con? Con không biết. Nói chung là bây giờ nói quỵt tẹt ra luôn đi. Nói chung là khi mà người ta còn ở đây á, Tư không có trân trọng tình cảm của người ta. Người ta theo đuổi Tư chối bỏ, Tư hay chửi bới, Tư hay xa lánh người ta. Tất cả là người ta cảm thấy người ta bị lụy tình và người ta bị tổn thương. Con đừng có hiểu lầm Tư như vậy. Con phải hiểu giùm Tư. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông gồng đường dài. Rồi rồi, nhưng mà Tư cảm thấy Tư bị sợ á. Tại vì từ nhỏ lớn giờ Tư chưa có yêu ai hết đó. Và Tư phải giữ cái sự trong trắng cuộc đời Tư bốn mươi mấy năm, mười mấy năm trời. Thì đó cũng tại Tư. Cho nên Tư là Tư đâu có dám. Thì cũng tại Tư. Nhưng mà con hỏi thiệt Tư là bây giờ trong thâm tâm của Tư á, Tư có để ý tới người ta hay không? Tư có viết nhật ký mà. Thấy chưa? Nhưng mà thôi bây giờ vậy. Nếu như mà có một cơ hội để cho Tư sửa sai, Tư nói lại những cái lời yêu thương với người ta, Tư có làm được không? Tư làm được hết luôn á. Tư là bị đứt sợi dây khiêm tốn luôn, sợi dây nhục nhã Tư xé luôn. Muộn làm rồi. Được hết. Muộn rồi. Tôi muốn đâu, Tư làm được hết. Muộn rồi, người ta đi rồi. Đi kiếm bẫy rồi Tư đi. Đi kiếm bẫy rồi Tư. Muộn màng rồi, bây giờ cũng khóc lóc cũng muộn rồi Tư ơi. Tư không chịu đâu, Tư không chịu đâu. Mày bỏ Tư, mày ơi. Mày bỏ Tư. Chịu đau. Cho mày bỏ Tư đi à. Ôi mày bớt đi, mày đừng có dùng cái giọng của ổng mày kêu tao như vậy. Tư ơi. Mày ơi. Chưa có muộn đâu Tư. Muộn rồi Thái ơi. Muộn lắm rồi Thái ơi. Không có muộn đâu. Không có
làm lại. Từ vẫn có thể làm lại từ đầu mà. Thái ơi, thì kiếm bẫy về cho Tư Thái ơi. Tư ơi, nếu như bẫy còn ở đây, Tư có dám nói lời Tư yêu bẫy không? Tư yêu bẫy gần chết luôn á, bẫy rồi. Thái ơi, Thái ơi, Thái ơi, Thái ơi, Thái ơi, mày kẹp Tư nè Thái. Ôi vậy, Tư ơi, Tư. Bảy nè. Ủa bảy. Bảy nè. Bảy chưa có đây hả? Bảy chưa. Bảy chưa có đây hả? Bảy đi ra đây. Ê ê ê, khoan, từ muốn làm gì vậy? Kia bảy ra. Trời ơi, lời lôi cái đầu bảy qua cái sông cửa này. Trời ơi, sao được rồi, cái sông nhỏ lắm. Kêu thằng Thái nó mở cửa, kêu thằng Thái nó mở cửa cho tôi. Cái chìa khóa nó giữ. Kêu thằng Thái đâu, thằng Thái đó. Nó nói như bảy. Chị đó được chìa khóa lại đây cho tao lẹ lên. Ủa nó đâu rồi? Nó đi đâu mất tiêu rồi, bảy ơi. Cái thằng quỷ. Trời đất, Tư ơi, chuyện này quan trọng hơn. Tư ơi, vậy thì nãy giờ những lời Tư nói có thiệt không? Tư gì nữa? Tư nói cái gì với bảy đi. Ba từ thôi. Nói đi. Nói gì? Cái từ gì mà mấy người yêu nhau ta hay nói ba từ đó. Đâu đó giờ có yêu đâu mà biết. Ôi, ngu dễ sợ. Sao tự nhiên mấy chửi tôi ngu vậy hả? Bà xin lỗi. Tư nói đi. Em yêu anh. Nói đi. Nói đi. Sao cười như điên vậy? Kỳ quá mày ơi. Dễ. Ủa Tư đâu rồi? Tại em hiểu Tư nói kiệt trình luôn á. Tư phải nói đi bảy mới yên lòng. Em yêu anh. Em yêu anh dễ nói lắm Tư. Dễ nói lắm. Em yêu anh. Nói đi.